Em chả biết đấy, em cứ túm một phát này xong rồi tính tiền. Em mà lấy cân em đâu biết, em cứ bốc bốc, em bốc này người ta cân lên, đoán là được rồi. Lúc bả mà 35 á, em sợ không? Em đang chỗ bà kia nhưng mà bà ấy không có. Tôi đang chèm chèm mắt để đi mua anh em ăn chơi. Mở mắt ra ngủ dậy đấy, mà buồn buồn thôi, muốn mất. Định phóng vào chợ Đông Ngũ nhưng mà vào chợ Đông Hải. Mà chợ Đông Ngũ không quen ngã. Mất công để xe. Thank you.
Không yêu hai số không? Mm-hmm.